Hello, xin chào cả nhà nha. Hiện tại thì vườn dâu của bên Hiếu hôm nay đã được 45 ngày. Thì hiện tại bây giờ mọi người có thể thấy được là dâu nó rất là tốt. Và trong cái thời điểm khi mà cây dâu tây từ khoảng chừng 20 ngày cho tới khoảng chừng 2 tháng rưỡi 3 tháng thì nó sẽ chưa có cho hoa. Thì nó sẽ cho rất là nhiều ngó. Ở đây mọi người có thể thấy nè, ngó rất là nhiều nha mọi người. Đó. Thì hiện tại trên những cái giàn này thôi, nhân viên mình lấy đây là gần 4.000 cái ngó này. Ngó dâu tây á. Thì hiện tại bên đây vẫn đang tiếp tục lấy. Mọi người có thể xem đang tiếp tục lấy những cái dâu này mọi người, rất là tốt, ngó ra liên tục lấy những cái ngó này, đang lấy này mọi người có thể thấy này. Đó, thấy không, ngó đang lấy liên tục. Thì, lấy ngó thì chúng ta sẽ có viên nén xơ dừa ghim vậy thôi, đơn giản thôi. Quay đây nhìn đó, những cây dâu tây này nó đã có cái rễ rồi nha mọi người, rễ nhỏ nhỏ này đó. Thì bắt đầu chúng ta sẽ tiến hành cắm đó, mọi người xem rất là đơn giản vậy thôi. Bữa nay lấy thùng này thùng thứ tư rồi hả Vin? Thùng thứ ba. Thùng thứ ba là 3.000 đúng không? Mà gần hết chưa? Gần đâu. Thì ở Buôn Ma Thuột mình đợt này nó có một cái vướng, đó là cái thời tiết. Thì hiện tại thì ở gần một tháng nay ở đất, không biết ở địa điểm khác nha, nhưng Buôn Ma Thuột mình là gần như không có nắng nha mọi người. Cho nên là cái cây dâu tây mọi người thấy hiện tại nếu tính về sơ bộ thì rất là tốt. Nhưng mà nhìn chung á, cái lá nhìn nó sẽ không được khỏe, nó không được dày mà nó mỏng. Nó mỏng nha mọi người, nhìn nó rất là yếu ớt. Tại do cái cây dâu tây mọi người đã biết là cái cây ưa nắng, nó cần ánh sáng mạnh, thiệt mạnh để nó phát triển một cách cân đối, mạnh mẽ và trao độ chắc. Nhưng mà một tháng này nó không có nắng cho nên là những cái lá mọi người thấy như nè, nó vẫn to bình thường. Nhưng mà nhìn nó rất là yếu ớt, nó không có mạnh. Cho nên mình hy vọng trong thời gian tới thì sẽ có nắng để mà cái cây dâu tây nó phát triển một cách bình thường. Còn trên tay mọi người thấy nãy giờ trên tay Hiếu đang cầm một cái chai thuốc. Đây là chai thuốc trị nhện đỏ. Thì vì hôm qua Hiếu vào vườn kiểm tra thì vô tình phát hiện đã bị nhện đỏ. Thì bây giờ Hiếu sẽ chỉ cho mọi người cái cách phân biệt nhện đỏ như thế nào nha. Bây giờ mọi người cùng đi theo Hiếu. Này, dưới những cái cây này, đó mọi người thấy này, đó. Nó ra rễ như thế này là chúng ta lấy là được rồi. Nha mọi người, đừng có để nó dài quá nha. Đó, đừng để dài quá. Chúng ta phải lấy, đó rất là nhiều, ngó rất là nhiều. Rất nhiều luôn. Ở bên đây thì người ta nói đất lành thì chim đậu, nhưng ở bên đây thì nó đất lành thì gà đậu. Có những cái luống dâu như thế này là mình chưa kịp trồng dâu thì mấy anh gà ảnh đẻ lên đây nha các bạn. Đó, mọi người thấy nhìn quay vô đó cho mọi người xem đó, người rất dễ thương nè. Những cái luống dâu này mình chưa trồng, đợt tới mình trồng thì có lẽ là mình sẽ ngăn ra, mình không trồng cái chỗ này để cho nó ấp luôn, cho nó nở luôn, chứ mình sẽ không phá, hoặc là mình chuyển cái tổ đi chỗ khác. Bây giờ mọi người qua đây để mình chỉ cho mọi người cái cách phân biệt cái thằng nhện đỏ. Đây thì mình sẽ bứt một cái lá đây. Một cái lá. Đây, quay lại gần đây. Đó. Đó mọi người có thấy nó vàng láng nè. Đây, tại sao mình bứt? Mình bứt để mình chỉ cho các bạn biết cái cách phân biệt. Này các em nghe không? Phân biệt giữa cái nhện đỏ, và cái vàng lá sinh lý. Đó. Xem, mình sẽ đi tìm nha. Bây giờ mình sẽ nhìn trên cái lá thôi là mình sẽ biết cái cây nào bị nhện đỏ nha các bạn. Đây. Đó, nhìn cái lá này là mình biết cây nhện đỏ này. Đó. Giờ quay lên cái mặt lá này. Thấy chưa? Mọi người thấy nè, nó có những cái chấm vàng. À, mọi người thấy những cái chấm vàng này, đó nó li ti. Còn cái thằng sinh lý nè, mọi người thấy nó vàng đều này đúng không? Bên phải bên đây là cái lá vàng sinh lý nè, quay xe ra thấy không? Đó. Đó, đây là cái lá vàng sinh lý. Đây mình mọi người nè, nhìn mặt sau nó rất là sạch. Bây giờ mình quay lại mọi người xem. Nó sạch cực kỳ luôn. Đúng không? Nó sạch nè, đó. Nó vàng thôi. Còn thằng nhện đỏ nó vàng thì khác, nó vàng chấm li ti nha. Chữ li ti mọi người thấy nè, đó. Là nhìn đỏ, dấu hiệu đó là nhìn đỏ. Bây giờ mình lật lại sau cho mọi người xem nhé. Các bạn xem nha. Đó. Con nhện nó đang bò này, ngay ngón tay mình đây này, mọi người nhìn này. Khó thấy lắm, nhưng mà nhìn thấy nó bò. Đây nữa. Nó như kém kém nha các bạn. Đó. Về cái hôm nay đó là mình sẽ dài thuốc Agassi 55EC nha mọi người. Thì mọi người đừng quá quan tâm cái nhãn hiệu thuốc. Thường thì hầu như bây giờ người ta cạnh tranh nhau thì người ta sản xuất thường là thuốc nó tốt lắm, bây giờ nó cải tiến công nghệ. Thì các bạn cứ ra tiệm cứ bảo là bán thuốc nhện đỏ một loại tốt, nhập khẩu thì càng tốt. Rồi các bạn phun theo hướng dẫn trên bao bì thì trung bình thường họ sẽ hướng dẫn mình phun khoảng chừng là cách nhau khoảng 7 tới 10 ngày phun một lần. Nhưng mà thằng nhện đỏ nó rất hay kháng thuốc và nó cái độ sống của nó rất là lì lợm, và cái trứng của nó mọi người, ví dụ như có thể là phải phun cái con nhện nó chết nhưng mà cái trứng vòng đời vài ngày sau nó nở ra, nó lại tiếp một cái vòng đời nữa. Nên theo quan điểm của Hiếu là chúng ta sẽ phun từ 3 tới 5 ngày một lần, nghĩa là để cho chắc chắn nhất là nó tiêu diệt nó luôn, thì 3 tới 5 ngày chúng ta phun một lần. Thì hôm nay thì Hiếu mua cái thằng Agassi 55EC này thì nó vừa trị sâu, trị rầy, trị
nhện, nói chung là tất cả những cái con côn trùng chích thuốc là nó đều trị được hết. Còn chưa biết thì nó hiệu quả hay không, nhưng mà cái chị bán thuốc chị kêu là cái loại này là thuộc dạng là hiệu tốt nhất trên thị trường hiện nay, cũng những dòng thuốc mới đó các bạn. Ở đây bên đây thì mọi người có thể thấy là mấy cái luống Skyberry đợt vừa rồi Hiếu trồng thì chắc được hơn 10 ngày gì đó, thì mọi người thấy là bữa nó cũng đã bắt đầu phát triển rồi đó. Bây giờ mình sẽ nhổ thử lên cho mọi người coi một cây nha. Đó, mình thấy không? Rễ nó đã cũng tương đối là tốt rồi nha các bạn. Bây giờ mình trồng xuống lại thì clip hôm nay Hiếu chị nói về cái vấn đề là nhện đỏ nắng, và nói chung là khoe với các bạn cái vườn dâu tây của mình 45 ngày, hy vọng là khoảng chừng tầm một tháng nữa là mình sẽ lấy giống để mà đủ trồng hết cái khu vực còn lại. Tại do bữa rồi Hiếu lấy được hơn 1.000 cây nhưng mà hầu như là không có đủ bán, cho nên là chưa có để trồng những cái khu vực bên này. Vừa nào rồi Hiếu lại nhận thêm được một cái đơn hàng 5.000 cây giống nữa của một bạn đặt cho mình nữa, và đầu tháng 11 này sẽ giao, cho nên bây giờ mình đang nói nhân viên là sẽ cố gắng lấy cho đủ để giao cho bạn, rồi sau đó là mình sẽ lấy mình tiếp tục mình nhân hết cái vườn này luôn. Rồi clip đến đây là hết. Chúc các bạn một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại.